Cô chào cả lớp. Hôm nay cô sẽ ôn cho cả lớp về gerund, O2 infinitive. Thì phần này cô ôn lại. Do phần này là ôn lại cho nên tụi em sẽ nhắc lại sẽ nhắc lại những cái điểm ngữ pháp này ha. Trước hết là remember, forget, phú. Này làm gì không? Nhắc lại cho cô là sau remember, forget có mấy trường hợp xảy ra và cách sử dụng. Hai trường hợp. Cái mà remember forget cộng doing là nhớ ra làm một việc gì đó. Còn cái remember forget to verb không là nhớ để làm cái gì đó. For example, Know lock the door, I really remember locking it. Nhớ làm một gì đó. lấy ví dụ cho cô ha. Đó. Rồi đọc ví dụ lên. Please remember to post the letter. Là nhớ để làm một cái gì đó. Đây cụ thể là làm việc gì? Gửi lá thư. Right. Reread. Phú continue. Reread. Rồi sau reread thì có mấy trường hợp xảy ra và cách sử dụng. Có hai trường hợp xảy ra là redirect cộng verb in hoặc là redirect cộng to verb không to say to thiếu to in for Anh nói cho cô cách sử dụng Reread cộng với verb ing. Re là cái nối tiếp gì đã nói Hối tiếc về đó là Right. I did it and now I am sorry about it. For example, I know I regretting what I said. I shouldn't have said it. Có dịch nghĩa không cô? có. Tôi hối tiếc vì cái mà tôi đã nói. Tôi không nên nói như thế. I should have said it. Đáng lẽ ra tôi không nên nói như thế không? Should. Regret cộng với to infinitive. For example, Cộng cô che mất tiêu là hối tiếc về cái đã
regret to invent, regret to say, regret to tell, regret to inform. Right. For example, we regret to inform you, to inform you that we cannot offer you the job. Chúng tôi tiếc khi thông báo với bạn là chúng tôi không thể nhận bạn vào cái việc đó. Right. Alright, go on, carry on. Tài. Rồi, go on or carry on. Cũng có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, tụi em sẽ cộng với verb ing. Trường hợp thứ hai, tụi em cộng với to infinitive. Vậy thì go on, carry on, cộng với verb ing được sử dụng để mà diễn tả cái việc tiếp tục. Làm cái việc đang làm, continue with the same thing, go on, carry on ở đây mang nghĩa là continue, nhưng mà cộng với ing nó là continue with the same thing. For example, the resident paused for a moment and then went on talking. Ngài tổng thống thì dừng lại một chút và sau đó thì tiếp tục nói cái vấn đề mà ông ấy đang nói, went on talking, cộng với verb ing ở đây nghĩa là tiếp tục nói, nhưng mà nói cái điều mà ông ấy đang nói, continue with the same thing. Còn go on, carry on, cộng với to infinitive, do or say something new, làm hoặc là nói một cái gì đó mới. For example, after discussing and we want to talk, thì sau khi mà discuss, thảo luận về cái vấn đề kinh tế, thì the about foreign policy. Thì sau đó thì ông ấy tiếp tục went on, nhưng mà talk about foreign policy là nói về những cái chính sách về về ngoại giao, foreign policy là say something new. Lúc nãy là economy, nhưng sau đó tiếp tục nói về foreign policy. Rồi Tài, nhắc lại cho cô Tài. Dạ, em nghe cô nói không Tài?
carry on thì mang nghĩa là continue, là tiếp tục. Đang làm thì tụi em sẽ cộng với verb ing. Còn tiếp tục carry on, do something, nên là tụi em làm, cũng tiếp tục làm đó, nhưng mà làm hoặc là nó cái gì thì khi đó carry on cộng với to infinitive. Rồi Tài nhắc lại cho cô động từ stop. Sau động từ stop thì có mấy trường hợp và cách sử dụng. Tài bị hơi mất rồi cô ơi. Rồi. Với động từ stop thì cô nhắc nhanh lại ha. Động từ stop thì sau động từ là verb ing. Trường hợp thứ hai đó là to infinitive. Thì stop cộng với verb ing. Và tụi em ngừng ngừng hẳn một cái việc gì đó, finish an action. Còn stop to do something là ngừng để mà làm một cái việc gì đó. For example, no, we have just stopped to take a rest. Ngừng ở đây là ngừng để nghỉ ngơi đúng không? Stop to take a rest. Dừng dừng để mà ngưng một cái việc gì đó, để ngưng để mà làm một cái việc gì đó, đúng không? Còn stop cộng với verb ing là ngưng hẳn, dừng hẳn một cái việc gì đó. Vậy thì sau stop cũng có hai trường hợp, thứ nhất là verb ing, thứ hai là to infinitive. Rồi, động từ tiếp theo đó là động từ try. Nè, nghi văn. Nhắc lại cho cô cách sử dụng động từ try. Rồi Phú nhắc lại cho cô cách sử dụng động từ try Phú. Rồi nhắc lại cho cô cách sử dụng động từ try. Trai mà bóp in là để thử hay làm một cái gì đó. Right, do something as an Experiment. 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 Right. Experiment. For example. The photocopier doesn't seem to be working. Cái người photocopy không có doesn't seem thấy để làm.
Photocopier là máy photo hay là người photo? Photocopy Right. Oh. Chưa cho nào. Photocopier, try pressing the green button. Vậy thì em đoán đây là cái máy photo hay là cái người photo? Má. Right. Photocopier, cái Má máy photo ha. Try pressing, đây là thử không? Thử nhấn vào cái nút màu xanh. Rồi try cộng với two. ai cậu infinitive là dùng để nó cố là một gì đó. Right. Attempt to do. Hello. For example. Please check when you come home. Làm ơn cố giữ im lặng khi bạn vào nhà. Mọi người sẽ biết là Right. Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep. Là cố gắng làm một cái sẽ việc gì đi trước. đó luôn. Rồi nhắc lại cho cô luôn, rằng tình nít, sau rằng tình nít thì có mấy trường hợp? Sao biết không? Right. Câu hỏi lại không nghe được. Sau động từ need thì có bao nhiêu trường hợp? Nick có hai. Right. Nick tôi giống không là với câu trực tiếp người, còn verb in là đối với vật. Need, need cộng verb ing và need cộng với to infinitive. Something needs and doing. Làm một cái gì đó cần làm. Right, for example. The battery in the radio needs changing. What? Cái cục pin ở trong cái radio cần được thay. Need to do something. Need to do something là là bạn cần cái đó để làm. À, đọc cho cô câu này ha. It is necessary for me to do it. Nó cần thiết cho tôi để làm cái gì đó. For example. He needs to work harder if he wants to make progress. Anh ấy cần làm việc cố gắng hơn nếu anh ấy muốn làm cái rồi là cái để muốn anh ấy tiến bộ. Make progress là để tiến bộ đúng không? Rồi, đối với động từ have thì nhắc lại cho cô, sau động từ have thì có mấy trường hợp? Kệ, Em luôn hả? nó bạn khác ha. Rồi kệ, nhắc lại cho cô, sau động từ have thì có những trường hợp nào và cách sử dụng?
Ergo là sao không? Từ have là có hai ba trường hợp, là have to do hoặc là have cộng động từ có to với have cộng động từ thường với lại can't have là cộng với verb in. I can't have. What does it mean? Can't have. Không thể dừng. Example. I don't like him, but he has a lot of problems. I can't help feeling sorry for him. Là tôi không thích anh ấy, nhưng mà anh ấy có nhiều vấn đề. Tôi không ngừng cảm thấy Feel feel sorry for somebody, thông cảm, à, thông cảm với anh ấy. Feel sorry for somebody. À, ngoài ra tụi em còn có I can't stand hay là can't bear cũng cộng với verb ing, à, nó là không chịu đựng được một việc gì á, can't stand, can't bear cộng với verb ing, can't help, can't stand, can't bear cộng với verb ing. Còn sau động từ have thì tụi em có thể sử dụng to infinitive hoặc là infinitive. Example, everybody helped to clean up after the party. Hoặc là everybody helped clean up after the party. Để giúp đỡ làm một cái việc gì đó, đúng không? Này là giúp đỡ. Giúp đỡ dọn dẹp sau sau bữa tiệc thì tụi em có thể sử dụng to infinitive hoặc là infinitive sau help. Còn sau can help thì sử dụng verb ing hay là can't stand, can't bear. Can't help là không thể dừng làm một việc gì đó. Còn can't stand hoặc là can't bear là không chịu đựng được việc gì đó. Ok, continue. Anh nhắc lại cho cô. So like, love, hate. Sau những cái động từ thể hiện sự yêu ghét thì có những cái trường hợp nào? Là với lớp có hai trường hợp là cộng với to infinitive với lại verb in. Trường hợp cộng to infinitive là trường hợp mà nghĩ về một cái thứ gì đó tốt để làm. Còn trường hợp verb in là tôi làm nó và tôi thích nó. Còn sau would like, would love, would refer thì sẽ cộng với động từ như thế nào đi Kiệt? Dạ cộng to infinitive. Còn would my thì cộng pop in. Rồi sau like, love, hate, sau những cái động từ thể hiện sự yêu ghét thì tụi em sẽ thường là cộng với một động từ thêm in, cộng với một động từ thêm in và đa số là cộng với một động từ thêm in, đúng không? Bởi vì thể hiện sự yêu ghét về một cái việc gì đó và thường là thể hiện sự yêu ghét về một cái việc gì đó nó tồn tại, nó đã tồn tại rồi, nó đã đang tồn tại và mình thể hiện cái sự yêu ghét của mình đối với cái việc đó.
thì khi đó tụi em sẽ sử dụng một động từ thêm in. So like, love, hate. Còn khi thể hiện sự lựa chọn, tụi em thích làm việc đó hơn bởi vì nó cần thiết hơn. Thì khi đó thể hiện một cái sự lựa chọn thì tụi em sử dụng to infinitive với so like, love. For example, I like to learn English because it is an international language. Tôi thích học ngoại ngữ tiếng Anh bởi vì nó là một cái international language. Đúng không? Bởi vì tụi em cảm thấy, bởi vì tụi em biết rằng nó cần thiết cho bản thân mình, cần thiết cho cái việc học của mình, cho nên tụi em học nó bởi vì tụi em thấy nó cần thiết. Còn so like, love hay là hate, sau những cái động từ thể hiện sự yêu ghét thì tụi em thể hiện sự yêu thích về một cái gì đó, đúng không? Tụi em sẽ cộng một động từ thêm in. Và cô nói trường hợp này thường xảy ra là bởi vì tụi em thể hiện sự yêu thích, sự yêu ghét về cái việc đã đang tồn tại, nghĩa là cái việc đó nó đã tồn tại và tụi em thể hiện sự yêu ghét về cái việc đó. For example, Paul lives in Berlin now. He likes living there. Nghĩa là Paul thì sống ở ở Berlin và anh ấy thì thích cái việc sống ở đó. He likes living there. Thì cái việc mà anh ấy sống ở Berlin đó là cái sự việc đang tồn tại, nó đã đang tồn tại, đúng không? Anh ấy sống ở đó và anh ấy thể hiện cái sự yêu thích của mình về cái việc sống ở đó. Thì khi đó tụi em sẽ sử dụng động từ thêm in. So like, love hay là hate, sau những cái động từ thể hiện sự yêu ghét. Còn sau would like, would love, would refer thì tụi em luôn cộng với to infinitive. Và lưu ý cho cô là cái nghĩa nó sẽ có sự khác nhau. Like có nghĩa là thích một cái gì đó, còn would like nó mang nghĩa là gì đây Kiệt? For example, I would like to play badminton. Would like. Tôi thích làm cái tôi thích chơi cầu lông. Chưa đúng, would like. Would like ở đây là muốn, đúng không? Tôi muốn chơi cầu lông. I would like to play badminton. I would love là rất là muốn, đúng không? Would prefer là thích hơn. Ở đây tụi em nhớ cái nghĩa ở đây ha, nghĩa của từ ha. Would like, là thích, nhưng mà would like là muốn, không? I would like to play badminton. Tôi muốn chơi cầu lông. Would refer cũng cộng với to infinitive. Would refer là thích hơn. Vậy Kiệt nhắc lại cho cô, would refer thì sẽ có would rather. Vậy sao would rather là cộng với một động từ như thế nào đi Kiệt? Would rather cộng với in. Would rather cộng với cũng cũng là thích hơn, đúng không? Would prefer với would rather nó đều là thích hơn, nhưng mà sau would prefer là một to infinitive, nhưng mà sau would rather lại là một một infinitive, là một V1.
Sau so enjoy nè, sau so might thì bao giờ, tụi em cũng sử dụng một verb ing, sau so enjoy, sau so might thì tụi em luôn cộng với một động từ thêm 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 in. I don't mind cleaning the kitchen. I don't mind cleaning the kitchen. He enjoys traveling around the world. Còn đối với would might thì sau might tụi em cộng với một động từ thêm in, thì sau would might cũng cộng với một động từ thêm in. I prefer. Thì nhớ nãy cô cũng có nói là sau would refer, sau refer thì em sẽ sử dụng với to đúng không? Would refer to infinitive. Còn would rather thì cộng với infinitive. Would rather cộng với V1. Nhưng mà would refer thì cộng với to infinitive. Đều mang nghĩa là thích hơn. Would rather cộng với infinitive, còn would refer cộng với to infinitive. For example, I would refer to stay at home tonight rather than go to the cinema. I would refer to stay at home rather than go to the cinema. Như thấy thế đây nhớ cho cô là sau would refer là cộng với to infinitive. Không, sau refer, sau would refer là cộng với to infinitive. Còn sau rather hoặc là would rather thì tụi em cộng với một infinitive. Nhớ cho cô cái cấu trúc này ha. Và I refer something to something else. Tôi thích cái này hơn hơn cái kia. I refer this coat to the coat you were wearing yesterday. I refer doing something to and doing something else. Refer to, không? Để đây tụi em xem nó như là something and doing something. Tụi em xem đây như là A nè. Tôi refer, tôi thích A hơn hơn B đúng không? I refer. Rồi cái này là A đúng không? Này là A. Refer to. I refer something to something else. Nhưng mà lưu ý cho cô, nếu như mà có tụi em thấy có hai chủ từ khác nhau, ở đây có hai người khác nhau. I would rather you, he, she, they.
Thì tụi em thấy ở đây có hai người khác nhau ha, hai chủ từ khác nhau, I, you. Thì tụi em sử dụng quá khứ đơn. For example, I would rather you didn't tell anyone what I said. Tôi thích hơn bạn đừng có nói cho ai biết cái mà tôi đã nói. I would rather you didn't tell anyone what I said. I would rather you didn't tell anyone what I said. Thì khi có hai chủ từ khác nhau thì tụi em sẽ sử dụng thì quá khứ đơn ở phía sau would rather. Còn đây tụi em thấy chỉ có một chủ từ là I đúng không? I would rather stay at home tonight. Tôi thích hơn. Tôi làm một cái việc gì đó. Còn khi tôi thích hơn người khác làm một cái việc gì đó thì lại cộng với quá khứ đơn, động từ để chia ở quá khứ đơn. Rồi Phú nhắc lại cho cô would prefer, would rather. Phú nhắc lại cho cô sau would refer, sau would rather là động từ như thế nào? Sao would refer là verb in. Sau would refer. Would refer là to giúp thăm. Right. Còn sau would rather. Sao would rather là verb không. Ở trường hợp đặc biệt với would rather. Ví dụ như là I would rather you thì động từ ở đây là động từ như thế nào? Động từ sau would rather. Giống Ở đây em thấy có hai chủ từ khác nhau luôn. I would rather you. I would rather you. He, she, they. Thì động từ phải là động từ. Ở verb mấy đây Phú? quá khứ. Quá khứ vậy là động từ ở verb mấy? Hai Verb 2. Quá khứ đơn. Rồi Kiệt nhắc lại cho cô cách sử dụng used to cộng với một là để chỉ một sự việc ở một hành động đã từng làm trong quá khứ, còn be used to hoặc là get used to là cộng verb in là chỉ mình đã quen với một việc gì đó. For example, used to do something. For example, get continue. She used to ride to work every day, but today she usually goes by bike.
là cô ấy đã từng lái xe đi làm mỗi ngày nhưng mà bây giờ cô ấy không còn, bây giờ cô ấy thường xuyên lái xe đạp. Rồi cái cấu trúc này nó nhấn mạnh cái gì đi kiệt? Rồi đọc Chỉ có thể sử đọc đọc cái phần này lên sau đó trả dụng. lời cho cô biết không? À, tôi đã từng làm thường xuyên trong quá khứ nhưng mà không có kéo dài nó. Bạn chỉ có thể sử dụng nó chỉ cho quá khứ, không được sử dụng ở hiện tại. I did it regularly in the past, but no longer do it. Tôi làm nó thường xuyên trong quá khứ nhưng mà không còn làm nó nữa. No longer do it. No longer, không còn làm nữa. You can use this only for the past, not for the present. Là đã từng đúng không? Thì tụi em ở đây là phải động từ phải ở ở quá khứ. Use. Used to do something, đã từng làm một cái việc gì đó. Nhưng mà ở đây thì khi mà đặt câu hỏi hoặc là phủ định, vậy ở đây khi muốn đặt câu hỏi hoặc là đưa về dạng phủ định thì em sẽ mượn trợ động từ là gì đây Kiệt? No. Bây giờ đây là tụi em sử dụng cấu trúc the past, quá khứ, động từ là did, từ thì động từ phải đưa về dạng mẫu đó. Did she used thì khi mượn trợ động từ thì động từ phải đưa về dạng dạng nguyên mẫu. Be guest used to do something. For example. Frank live alone. He doesn't mind this because he has lived alone for 15 years. He used to live. Guess he used to living alone. He Là Frank sống một mình. Anh ấy không phiền bởi vì anh ấy đã sống một mình khoảng 15 năm. Anh ấy đã quen với việc sống một mình. Right. Cấu trúc này mang nghĩa là quen. Thì tụi em có thể sử dụng get để mà thay thế cho be. Be ở đây có thể là am, is, are hoặc là was hoặc là were, đúng không? Quen với một việc gì đó. Thì nếu như là quen thì lưu ý cho cô to be ở đây có thể là am, is, are hoặc là was hoặc là were ha. Còn đã từng làm một việc gì đó thì động từ ở đây phải sử dụng là động từ ở thì quá khứ, ở thì quá khứ đơn. Khi đặt câu hỏi cũng phải mượn trợ động từ của quá khứ đơn. Còn quen với một việc gì đó thì tụi em không nhất thiết là phải sử dụng to be ở quá khứ mà tùy thuộc vào cái việc mình nói mình quen. Ví dụ như quen ở đây là anh ấy he has lived alone for 15 years và anh ấy đã quen với cái việc này. Bây giờ thì anh ấy vẫn vẫn sống một mình đúng không, và anh ấy quen với cái việc này. To be ở đây sẽ là is. He is used to living alone. Vậy thì khi thấy phía trước có get hoặc là có be là to be đúng không? Thì cộng với used to thì động từ theo sau sẽ là một động từ thêm thêm in.
Phúc nhắc lại cho cô, some verbs that are followed by verb ing. Verb ing, động từ nào mà đi theo với động từ verb ing hả cô? Right. Cô đang nói vậy à? Coi. Like, love, enjoy, hate, dislike, mind, despise. À, những trường hợp đó nãy đã liệt kê phía trên rồi đúng không? Giờ em sẽ nói cho cô một số động từ khác. For example, postpone. À, đọc lên và nói cho cô nghĩa của những cái từ này ha. Postpone là delay, nghĩa là để lại sao? Giờ lại cái gì đó. Là trì hoãn không? Delay. Nè, tiếp đi Phúc. Avoid, né tránh, deny, không thừa nhận, finish, hoàn thành, risk. Kính thưa cô, con biết nghĩa cô nói nhưng con rất ngu tiếng Việt nên con sẽ lên từ điển Anh Việt để con giúp cô. Con rất thích nói tiếng Anh nhưng mà tiếng Việt không phải là sở trường của con. Tiếng Việt từ tiếng từ tiếng Việt con rất là kém để cho risk. Liều, risk có nghĩa là liều. Consider nghĩa là suy nghĩ quyết định. Admit là thừa nhận. Give up là chịu thua. Imagine là tưởng tượng. Keep là giữ. Keep on là tiếp tục, như là continue. Fancy nó có hay nghĩa là thích, có hay nghĩa là thích, hay động từ nghĩa là thích. Như là I fancy playing games. Nó cũng có là tưởng tượng cho rằng nghĩa rằng mong ước muốn mình thích đây. Suggest là đề nghị. Look forward to nghĩa là hồi hộp cho một sự việc gì đó trong tương lai, giống như là I cannot wait to ba chấm. Này, cái này cô thấy em còn diễn giải ra rất là chi tiết ha. Ví dụ như chỉ học nghĩa một cái từ đơn giản look forward to là trông mong một cái gì đó. Ở đây em có thấy em còn khá, em diễn giải ra còn chi tiết hơn nữa. Look forward to hồi nãy em nói là gì, em nhắc lại cho cô nghe. Hồi nãy con giải thích là học cho từ việc gì đó trong tương lai, nó giống như là can't wait for gì ba chấm á. Trong khi các bạn thì chỉ dùng có chữ trông đợi, trông mong một cái gì đó, chỉ có hai chữ thôi. Trong khi đó em là gì? Tại vì con ngu tiếng Việt thô, con không biết từ chính thức cho nó. Em diễn giải ra rất là chi tiết đúng không? Con phải giải thay vì giải thích đàng hoàng, con giải thích vòng vòng. Tại vì con ngu tiếng Việt, ngữ văn con đâu có được cao, thi kiên có được 5,5 hả? Vậy thì vắn tắt thôi, đừng có dài dòng quá. Nhưng con nó biết nghĩa về con đó. Nhưng mà nhiều khi á, nhiều khi cô lại không giải thích được như vậy nha. Cô chỉ nói là trông mong, trông đợi, chứ không thể nào mà diễn giải chi tiết như em vậy, hồi hộp về một cái việc gì đó sắp xảy ra đúng không? Continue. Tiếp theo, practice là luyện tập, spend là dành thời gian, spend là dành cái gì? Là xài cái gì đó, spend time là dành thời gian. Waste động từ là bỏ phí, waste time là bỏ phí thời gian, là phí thời gian. Involve là Google dịch. Involve it means gồm, bao hàm, làm cho nát miếu và chuyện gì, tốn tâm trí của để hết tâm trí vào cái gì, là hỏi phải còn phải kéo theo cuộn vào cuốn lại. Mention là nhắc đến cái gì ai đó. Miss có hai nghĩa. Miss nghĩa là nhớ ai đó, nhớ cái gì đó. Hoặc là miss là hụt, là nhớ một cái gì đó đúng không? Nhớ hoặc là nhớ. Miss. Vậy thì sau những động từ này là động từ như thế nào đây Phúc?
là những động từ có thể kèm thêm verb ing nữa. Right, là những là verb ing. Và đối với những động tụi em có thể sử dụng that phía sau admit, deny, suggest. Và sau that là sau that là gì đây Phúc? Suggest sau that là sao cô có đọc lại câu hỏi cơ? Suggest that là tới gì nữa? That subject should be more. Rồi đây gọi là một mệnh đề đúng không? Sau that là một mệnh đề, là một câu. Yeah. Ngoài ra thì tụi em có thể thêm in vào động từ để làm gì đi Phúc? Yeah. Ngoài ra em có thể thêm in vào động từ để biến động từ đó trở thành gì? Thêm verb in hành verb in nhỉ? Để rút gọn. The ing form as subject. Gerund có thể làm subject được, đúng không? Yeah. For example, living in the city is more interesting than living in the country. Ở đây tụi em thấy gerund verb ing có thể làm subject, làm chủ từ. Living in the city is. Ở đây tụi em thấy gerund ở đây đóng vai trò là chủ từ. Ngoài ra thì tụi em sau go thường là những động từ như thế nào đây Phúc? Sau go sau go thì những động từ như là những động từ bình thường, tất cả các động từ như là to talk about sports and other activities thì sau go sẽ là một động từ như thế nào? Verb in. Right. Go sẽ cộng với verb in khi nói về những cái môn thể thao hoặc những cái hoạt động, đúng không? Đặc biệt là những cái môn thể thao. For example, Phúc lấy cho cô một số ví dụ. À, yeah. Lấy cho cô một số ví dụ. Một số ví dụ đi với go in này à? Thì nên tự cho ví dụ hay đọc ví dụ ở đây luôn. Thì em có thể tự cho ví dụ ha. À dạ. Không, con không có đọc, con không đọc nữa được. Cô swimming, cô sailing, cô climbing, cô skiing, cô jogging ha. Go jogging, what does it mean? Go jogging nghĩa là chạy bộ. Chạy hay là đi bộ? Go jogging. Từ điển ơi, Thiên Phúc có câu hỏi. Jogging nó có nghĩa là chạy bộ. Mà nó cũng không phải là hẳn là chạy đâu, nó là đi bộ, tập thể dục thôi đúng không? Yeah, go jogging. Từ điển của con nói vậy hết không? Như go shopping đúng không? Còn nói về những cái to talk about work in the home, nói về những cái việc việc nhà thì tụi em sẽ có là do cộng với the ngoài some cộng với verb ing. For example, do the ironing, do the washing up, do the ironing. Khi mà nói về những cái việc việc nhà như do the ironing, do cộng với the cộng với hoặc là some cộng với verb ing. Do the ironing. Do the ironing, what does it mean Phúc? Do the ironing nghĩa là ủi quần áo. Right.
Phúc nhắc lại. Do the washing up. Do the washing up nghĩa là rửa chén đúng không cô? Do the washing up là rửa chén hay là giặt đồ? Rửa chén hay đồ hay là tất cả? Do the washing up là rửa chén đúng không? Do the laundry mới đây nhỉ? Dạ, đúng không? Dạ. Do the washing up là rửa chén đúng không? Rồi, Phúc nhắc lại cho cô một số động từ theo sau là to infinitive. Dạ thưa cô, theo theo cái trang trước này thì những động từ mà đi theo to infinitive là offer, decide, deserve, promise, agree, plan, manage, support, test, and refuse, arrange, fail, learn, attempt, expect, hope, intend, pretend, seem, appear, claim, back. Offer, what does it mean? Dạ cô, offer nghĩa là cứ gọi dịch, giờ gọi dịch đi, cho phải cho để chờ in ở ở tiếng Anh không ở Vietnamese offer có nghĩa là phục vụ cung hiến. Decide có nghĩa là quyết định. Deserve có nghĩa là xứng đáng. Promise nghĩa là lời hứa. Agree có nghĩa là đồng ý. Plan nghĩa là lên kế hoạch. Manage là quản lý. Afford nghĩa là mua được cái gì đó. Fashion là afford là gì? Afford là có khả năng để làm một cái việc gì đó đúng không? Afford to buy something là có khả năng để mua một cái việc gì đó. Sorry, có khả năng mua một cái gì đó. Afford là có khả năng làm một cái việc gì đó. Nó chỉ có nghĩa là có đủ tiền để mua được cái gì đó thôi không? Rồi. Đủ tiền. Yeah, afford có nghĩa là đủ tiền để mua được cái gì đó. Fashion đe dọa, refuse, từ chối, rent. Cũng khá giống như là plan, như là lên kế hoạch vậy. Fail. Nghĩa chính xác của arrange là đợi chút. Arrange sắp xếp đúng rồi. Fail là thất bại, thua. Learn nghĩa là học hỏi, học tập. Attempt nghĩa là thử làm cái gì đó. Expect nghĩa là chờ, mong chờ cái gì đó. Hope nghĩa là hy vọng. Em nghĩa là có hai nghĩa, như em thì có hai nghĩa là ước mơ cũng là ước mơ của mình, để một cái ước mơ của mình mà mình muốn đạt. Hoặc là em như là bắn như là bắn sao cho đàng hoàng. Rồi em ở đây nghĩa là nhắm đúng không, hoặc là mục đích đúng không? Yeah. Có nhắm. Cái mục tiêu, có cái mục đích là gì đó, hoặc là nhắm để bắn luôn. Rồi attempt đây là gì để Phúc? Attempt it means attempt to do something, try to do something, make an effort to do something. Dạ con biết nghĩa tiếng Anh của nó là gì coi, nhưng mà tiếng Việt con không bao giờ biết. Try to do something. Dạ thì đúng rồi, thì là thử, con nói là thử làm cái gì đó. Try to do something. Đúng rồi, thử làm cái gì đó. Chấp phạt cho cô nha. Chị cô, try không nghĩa là gì? Try to do something. Tại đất ơi, coi vậy còn nói sự thử nè, nhưng mà cố gắng chắc vậy là cố gắng. Try to do something, make an effort to do something, attempt to do something. Cố gắng làm một cái việc gì đó đúng không? Sao cái này sao sai đi Phúc? Ủa có như là dạ. Try this one, thử cái gì đi. Thì try được. Thì con nghĩ đến cái try đó cô. Dạ là thử hay là cố gắng? Cô đọc rõ ràng là try to do something. Try to do something là thử hay là cố gắng? Dạ, trong trường hợp try to do something là cố gắng.
Rồi vậy sao nãy nói thử, vậy chép phạt cho cô phần này nha. Không chịu cô khi con nghĩ đến chữ try, con nghĩ đến cái từ thử đầu tiên, cô có nghĩ đến vụ cố gắng. Cô nói rõ ràng là try to do something, make an effort to do something, attempt to do something. No. Make an effort to do. No. Cô có nói make an effort. Cô nói try. Cô nói make an effort. Cô nói try to do something là biết rồi. Try to do something. Cái phần này đã. Cô nói try to do something không có nghĩa là thử cái gì, thử làm cái gì đó. Try doing something. Dạ. Nãy giờ. À, thử làm cái gì. Nãy đó? Giờ làm gì đây Phúc? Nãy giờ làm gì là sao cô? Từ hồi nãy cô nói là try to do something đúng không? Try thử làm cái gì đó. Sao try to? Hồi đầu. Try to do. Hồi đầu cô nói, hồi đầu cô nói try to do something, con tự thì con tưởng là thử làm cái gì đó. Nhưng mà giờ là cố gắng. Try to do something sao lại là thử làm một cái gì đó đúng không? Rồi. Nói đây đọc cho cô một số ví dụ Phúc. Ví dụ à, con chưa dịch hết mà cô. Rồi, continue. Can. Rất tế con không biết được cái việc này. À, can có khuynh hướng, rồi có khuynh hướng làm gì đó. Về can là giả bộ, seem là có vẻ nhìn như vậy. Appear nghĩa là xuất hiện, hoặc là giống seem luôn, có hai nghĩa luôn. À, claim là những cái gì đó hoặc là nói về cái gì đó mà không có bằng chứng. Beg là cầu xin. For example. Example là sao cô? Nè đọc cho cô cái ví dụ này Phúc. Yeah. Jack drives over the speed limit all the time. He deserves to be cut. Deserves to be cut. Deserves to be cut. Lấy gì để Phúc? Xứng đáng bị bắt. Right. Dưới đây còn phải chú ý cho cô dạng bị động nữa ha. Deserves. Sau deserves là to infinitive. Nhưng mà phải xét xem nó có bị động hay không nha. Deserves to be cut. Right. Sau advice, recommend, forbid, permit, and allow thì tụi em sẽ có hai cái cấu trúc. Thứ nhất đó là verb ing là động từ thêm in khi mà không có túc từ. For example, they don't allow parking thì tụi em thấy ngay sau allow không có túc từ. Thì tụi em sử dụng một động từ thêm in, đúng không? They don't allow parking in front of the building. Nhưng trong trường hợp cộng với túc từ, có túc từ thì tụi em sẽ cộng với to infinitive. They don't allow people to park in front of the building. Túc từ ở đây là people, object. Vậy thì tụi em cần phải học thuộc những cái động cần phải thuộc những cái động từ theo sau là verb ing đúng không? Còn những cái động từ theo sau là to infinitive thì tụi em cũng phải ôn lại, cũng phải làm bài tập để mà thuộc những cái động từ đó. Và khi tụi em thấy có túc từ phía sau một số những cái động từ như là allow, recommend, forbid, permit, allow mà có túc từ thì tụi em sẽ cộng với to infinitive. Vậy có túc từ thì cộng với to infinitive. Còn không có túc từ thì cộng với verb ing. Thì nhớ cho cô những cái động từ nữa ha. Advise, recommend, forbid, permit and allow. Advice, what does it mean? Phúc. Dạ, cô advice nghĩa là
khuyên nhắc nhở hay đó. Recommend có nghĩa với suggest, vậy nên là gợi ý. Forbid là cản, là chống ai đó, cấm ai đó. Permit cho phép. Allow. Dạ, cũng giống vậy. Right. Phúc nhắc lại cho cô đó với động từ make và động từ let. Thì sau make và let là động từ như thế nào đi Phúc? Make someone do something, let someone do something. Right. So make và let là V1 đúng không? Có dạng bị động. Bị động. Có dạng bị động. Bị động, bị động của make và let. Bị động của make. Be made to do something. Let thành đổi thành be allowed to do something. Right. Thì sao make và let tụi em sẽ cộng với một động từ V1 đúng không? Make cộng với túc từ cộng với V1. Let cũng vậy, let cộng với túc từ cộng với V1. Thì let bằng với allow, allow cộng với túc từ cộng với to V1. Và ở dạng bị động thì tụi em bị động đối với make thì tụi em sẽ sử dụng be cộng với verb 3 hoặc verb to be đi cộng với to infinitive. Còn đối với let thì tụi em chuyển thành allowed. Nhớ cho cô là let thì không sử dụng ở thể bị động, mà let phải chuyển đổi thành allowed. Allow to, đúng không? Allow to. Allow thì luôn đi chung với to. Allow to. Rồi, còn đối với các cái động từ sense verb là những cái động từ chỉ giác quan. Giác quan là nghe, nhìn, sờ, nắm, cảm nhận, đúng không? For example, ngửi nữa. For example, feel, find, see, look, notice, hear, listen, smell. Thì sau những cái động từ chỉ giác quan này thì tụi em sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cộng với túc từ cộng với V1. Trường hợp thứ hai là cộng với túc từ cộng với verb ing. Vậy thì nhớ cho cô, sau những cái động từ chỉ giác quan mà động từ chỉ giác quan là những động từ này không? Chỉ sự nghe, nhìn, ngửi thì tụi em sẽ cộng với, sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là V1, trường hợp thứ hai là verb ing. Vậy thì những cái động từ chỉ giác quan cộng với V1 nó nói lên điều gì? Đó là tụi em nghe, đúng không? Tụi em nhìn thấy, tụi em nghe thấy, tụi em cảm thấy. Tụi em nghe thấy, tụi em nhìn thấy toàn bộ cái quá trình. Còn sense verb cộng với verb ing thì đây là tụi em nghe thấy, nhìn thấy một phần của sự việc thôi, nghĩa là sự việc đó đang diễn ra và tụi em chứng kiến, nghe thấy, nhìn thấy cái sự việc đó đang diễn ra một phần của cái sự việc đó thôi, chứ không phải là cả một quá trình. For example, we were watching the runway and saw your plane arrive. Ở đây tụi em thấy
watch ở đây là sense verb nè. Watch nó giống như watch ở đây là trông thấy đúng không? We were watching. Thì watch ở đây là sense verb. Thì sau sense verb sẽ là túc từ. And saw. Cái động từ sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là V1. Thứ hai là verb ing. Thứ nhất là V1. Thứ hai là verb ing. Ở đây sử dụng sorry ở đây động từ sense verb ở đây là saw đúng không? Saw là nhìn thấy. We were watching the runway. Chúng tôi đang trong cái đường băng và nhìn thấy. Thì saw ở đây là động từ chỉ giác quan. Saw your plan. Your plan ở đây là túc từ. Cộng với động từ ở đây là V1. Thì sau động từ chỉ giác quan sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là V1. Trường hợp thứ hai đó là verb ing. Vậy ở đây sau saw là một động từ nguyên mẫu V1. Thì đây là nhìn thấy máy bay của bạn đến. Thì đây là nhìn thấy cả một cái quá trình. Đó là từ khi nó thấy cả cái quá trình đúng không? Nó đáp xuống. Thì khi nó còn đúng không? Nó came down. Nhìn thấy cả cái quá trình. Còn khi tụi em sử dụng verb ing sau những cái động từ chỉ giác quan, we saw your plane arriving as we parked the car. Thì đây sau saw đây là động từ chỉ giác quan, tụi em sử dụng một động từ thêm in. Đây là tụi em không có nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ nhìn thấy một phần thôi. We saw the plane in the sky, but we didn't see it land. Chỉ nhìn thấy nó trên bầu trời thôi, chứ không thấy nó hạ cánh xuống. Nghĩa là nó cũng đến đó, cái máy bay nó cũng nó đến cái gần đến đường băng, nó còn bay ở trên trời á. Thì mình trông thấy nó lúc mà mình đang đậu xe, mình trông thấy nó đến, nhưng mà ở đây không có nhìn thấy hết quá trình. Chỉ nhìn thấy nó trên bầu trời thôi chứ không thấy nó đáp xuống. Didn't see it land. Và khi làm bài tập để dễ phân biệt á, thì thường những cái hành động nếu mà trong câu á nha, nếu mà trong câu có dấu hiệu nhận biết, người ta nói cho tụi em biết luôn là nghe một cái gì đó từ đầu cho tới cuối, thì tụi em sử dụng sau những cái sense verb là một động từ nguyên mẫu đúng không? Thì trong câu nếu mà có dấu hiệu nghe thấy hoặc nhìn thấy cái gì đó từ đầu tới cuối thì chọn V1. Hoặc là những cái hành động ngắn, ví dụ như là bơm nổ chẳng hạn. Có ví dụ như những cái hành động rất là diễn ra rất là nhanh đúng không? Thì nó không có quá trình để mà mình nhìn thấy một phần trong cái quá trình đó. Thì khi đó tụi em sẽ sử dụng V1. Những cái hành động nhanh thôi. Ví dụ như bước lên xe đi. Đang lái xe thì còn nhìn thấy quá trình nữa ha. Còn ở này bước lên xe đi, cái hành động rất là nhanh đúng không? Nó ngắn, cái hành động đó nhanh thôi. Hoặc là bơm nổ chẳng hạn thì cái hành động nó rất là nhanh. Còn những cái hành động mà nó có quá trình á, nó dài, thường là những cái hành động dài. Ví dụ như thấy một người nào đó đang lái xe đúng không? Hoặc là đang đợi một ai đó. Mình đi ngang đường mình thấy một người nó đang đợi một ai đó. Thì cái đó thì nó có quá trình, hành động nó là dài cho nên nó có quá trình. Mình nhìn thấy một phần trong cái quá trình đó, cái sự việc đó đang diễn ra và mình nhìn thấy nó. Ở đây làm cho cô một số bài tập dạng này ha. Phú, number one and number two.
Listen to the bird sing. Oh, sing. Ở đây sao sử dụng động từ thêm in ở đây đây Phú? Ở đây sense verb là nào? Động từ nào là sense verb? Listen. Listen là sense verb. Thì sau sense verb có mấy trường hợp? Hey. Trường hợp thứ nhất là cộng cái verb không. Verb không. Trường hợp thứ hai là verb in. Verb in. Vậy ở đây listen to the birds singing là nghe những cái con chim đang hót đúng không? Đang hót, nó đang hót mà mình nghe thấy. Listen to the birds singing. Number two. I didn't hear you come in. Nó diễn ra nhanh vậy. Sense verb. Sense verb ở đây là gì để Phú? Hear. Hear, right, hear, sense verb, then hear. Number three and number four, Phúc. We listen to the old man. We listen to the old man tell his story from beginning to end. Rồi câu này giải thích cho cô lý do sao sử dụng B1 ở đây. Có tại này mình nghe sự việc từ đầu đến cuối nên sự việc này diễn ra từ đầu đến cuối và mình thấy sự việc diễn ra từ đầu đến cuối thì nên dùng B1. Chứ nó chỉ thấy một khúc thôi thì dùng verb in. Rồi sense verb ở đây là listen. Number 4. Number 4. Listen. Can you hear a baby crying? Sense verb ở đây là gì đây Phúc? Yeah. Sense verb ở đây là sense verb. Sense verb. Sense verb ở đây là đúng không? Sau sense verb sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là V1. Trường hợp thứ hai là verb ing. Vậy thì ở đây em sử dụng verb ing thì nói cho cô biết sense verb ở đây là gì? Là động từ nào? Là hear. Là hear. 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 Number 5 and number 6. Ok. I look out the window. Out of the window and saw them ride his bike along the road. Câu này có sense verb không Lê Kiệt? Saw. Vậy thì có hai trường hợp. Ở đây em chọn trường hợp theo sau là một V1. Vậy câu này. Câu này em dịch cho cô câu này ha. Tôi nhìn ra ngoài cái cửa sổ và thấy đang chạy chiếc xe đạp của này. Vậy là nhìn thấy toàn bộ quá trình hay là nhìn thấy một phần? Nghĩa là anh ấy đang chạy hay là nhìn thấy toàn bộ quá trình? Là đứng nhìn theo anh ấy, là thấy anh ấy từ
ở nhà xách xe ra xong đó chạy, là nhìn thấy từ toàn bộ quá trình hay là chỉ nhìn thấy một phần của quá trình thôi? Là một phần của quá trình. Vậy sử dụng động từ như thế nào đây Kiệt? Bóp in. Number I thought I had somebody saying hi, so I looked around. À, hồi nãy cô có nói là những cái hành động ngắn á, ví dụ như là say hi nè, thì nó nhanh không? Cái hành động này nó diễn ra nhanh không? Nó có quá trình để mà em nghe không? Ví dụ như là say Dạ không. say hi, những cái hành động này rất là ngắn, rất là nhanh, nó không như say hi. Thì đây em sử dụng là một v với một không? Say hi. Sense verb ở đây là gì đây Kiệt? Dạ hết. Say hi diễn ra rất là nhanh ha. Cái việc nói, ví dụ như nói hi, say hi. Việc này diễn ra nhanh thôi ha. Thời Kiệt nhắc lại cho cô sau sau it's no use, it's no good là động từ như thế nào đây Kiệt? Và nêu cho cô một số ví dụ ha. It's no use, it's no good là cộng động từ thêm. Rồi cộng với động từ thêm in. Cho cô một ví dụ. It is no good trying to persuade me you won't succeed. What does it mean? Nó không nó là điều vô ích nếu bạn cố gắng thuyết phục tôi, nó sẽ không thành công. Right. Try to persuade me. Cố gắng thuyết phục tôi. Continue. There's no point in. No point in là cộng verb in, là ví dụ là there is no point in having a car if you never use it. What does it mean? Nó là không cần thiết nếu bạn sở hữu một chiếc xe mà bạn không sử dụng tới nó. It's worth, it's not worth. Continue. It is hoặc là not work cộng và pin. For example, Là I play only a short walk from here, so it is not worth taking a taxi. Tôi sống ở một khoảng cách gần ở đây, vì vậy nó là không cần thiết khi mà bắt một chiếc xe taxi. hoặc là a book is worth seeing. Cái quyển sách này thì đáng để gì? Không đáng để đọc. Để đọc, right. Phú continue. So have difficulty or have trouble là một động từ như thế nào? Bobby có luôn rồi. For example,
people often have difficulty reading my handwriting. Người khó để đọc được cái chữ viết tay của tôi. Right. A waste of time. A waste of time, lãng phí thời gian. A waste of money. Lãng phí tiền. For example, it's waste of money buying things you don't need. Phí tiền để mua cái thứ mà bạn không cần. You're busy. Bận rộn. For example, he said she couldn't see me, she too busy doing often things. Con ấy nói là con ấy không thể gặp tôi, con ấy bận, khá bận để làm một cái gì đó. Đây là quá bận. She's too busy.